Nói tiếng Việt coi. Cái trick là tiếng Việt là cái gì? Cái trick tiếng Việt là cái gì? Mẹ mẹ cái gì của con đau? Cái gì cái này là cái gì? Mẹ ơi mẹ, cái miệng con đau. Nên là con không ăn thịt bò hả? Bây giờ con muốn ăn gì? Cái này là cái gì? Rồi cái mẹ coi coi. Địa chỉ mẹ coi coi. Mới vừa tắm với ba xong nay lớn dễ sợ lớn con chú quên. Ăn gì á? Trời đất ơi là không ăn đó được. Cuộc ăn cái này nó còn đau hơn là ăn ấy nữa. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt 100%. À con ăn cái này là cái miệng con không đau hả? Con nói lại tiếng Việt coi. Mẹ ơi mẹ, nếu con ăn cái này thì cái miệng con không có đau. Dạ mẹ à. Nói tiếng Việt coi, bước lại đây. Bước lại đây. Mà bây giờ là con bây giờ con ăn cơm với canh không? Không mẹ. Sao vậy? Cơm ăn gì mẹ? À, ăn cơm thôi sao? Không ăn cơm với canh phải không? Chứ ăn cái gì cái miệng con sao? Cái miệng con đau mẹ. Cái miệng con đau mà lý do sao cái miệng con đau? Yeah, nè quay qua đây. Cái miệng con đau tại vì con cắn cái bao con trong đây phải không? Cái đau bên nào, bên phải hay bên trái? Đau bên phải hay bên trái? Bên nào đau? Đau bên đó hả? Bên đây có đau không? Không. Vậy không thì mình nhai bên này. Không. Đó, bây giờ là con muốn ăn cái này hả? Bước lại đây. Bước lại đây mẹ biểu. Bây giờ con ăn cơm được không? Không. Đau miệng không ăn cơm được chứ giờ con ăn cái gì được? Cái gì nó không có đau miệng? Không. Tại sao ăn cái đó không đau? Không. Tại sao ăn cái đó không đau? À con ăn cái đó là không đau. Tại vì nó có cái gì trong đó mà con ăn con không đau? Sô-cô-la. À có sô-cô-la trong đó là ăn không có đau miệng hả con? À cái đó là trong đó có Renault là ba là ăn cái đó là không có đau miệng hả con? Hay ha, cái này hay ta. Cái này hay nè. Trời ơi ăn cái gì cũng đau miệng chứ có ăn cái sô-cô-la là không có đau miệng thôi à. Không bây giờ mình ăn cơm trước đi. Đau hả mẹ nè, cho mày coi con đau chỗ nào đâu hả? Đau cái vụ gì vậy ta? Đau cái răng á hả? Con đau cái răng hay đau cái gì đó? Đưa mẹ coi coi con đau cái gì hả? Đây coi đau chỗ nào hả? Hả bự đó coi. Mà con đau ngay chỗ này cái miệng này hả? Không để đi, mày đi múc cơm với canh. Mẹ mới hầm một nồi xương cơm canh ngon lắm. Con muốn sao? Con muốn gì? Con muốn cái con ăn gì mẹ? Con muốn ăn cơm thôi hả? Dạ. Chứ không ăn cái gì khác nữa hả? Ăn cơm với canh nuốt nó mới trôi. Đúng không? Nó mới nhanh chứ còn ăn cơm không nó không có một chất bổ dưỡng gì trong người hết. mẹ ngứa quá mẹ ngứa thì mẹ gãi thôi, đâu cô chú đâu có thấy mẹ gãi đâu. Cô chú của mình thấy con đó bậy tôi đập cho. Hello cô bé đầu buộc tóc rối. Trời ơi nó lết nó ngủ từ đằng kia nó lết lại đây, nó thấy lất kiện lại nó lết lại, nó ngủ vô dưới lất kỳ luôn trời. Trời đất ơi. Trời ơi. Hello. Trời ơi coi bà lất kỳ nè. Hả lất kỳ bây giờ là không được đụng. Cái Lucky là bây giờ đang nằm trong cái mood là cái mood muốn ngủ nên là Lucky sẽ không có cắn. Good morning, JD. Good morning. Con ngủ ngon không con? Mẹ. Dạ mẹ. Con ngủ ngon không con? Dạ mẹ. Không ngủ ngon hả? Dạ mẹ. Dạ mẹ, giỏi không? Em ngoan lắm cô chú ơi, nói là nó dạ mẹ, hai ngày nay không có quay một cái video clip nào cho cô chú coi hết. Có được đời không?
Thôi đừng có chọc Lucky, để cho Lucky nằm đó bình yên đi. Con chọc con hồi nó đi bây giờ á. Coi nó ngủ vậy là cái đầu tóc của nó đó cô chú. Mắc mệt với đầu tóc nó không? Hả? Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì đằng đó? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái quạt hả? Cái quạt đằng đó làm sao? À, mở quạt lên hả? Chi vậy? Mở quạt lên chi vậy? I call you booty. JD, stop. That's not nice. Nó này nó hài hước lắm nè cô chú nè, nó hài hước. Trời ơi, hung Lucky nữa. Trời ơi. Nó chưa chứ, nó sáng dậy chứ nó chưa kịp hung mẹ nó chứ quăng hung Lucky vậy đó. Ồ, con hung mẹ hồi nãy hả? Hồi nào? Chưa có cảm giác gì hả? Hung mẹ mính ở đây. Trời ơi, nó hung mẹ trước hồi nãy rồi, xạo nghe, nãy không có hung mẹ nha. Sáng nãy giờ ngủ dậy là mẹ cho con uống sữa là không có hung mẹ đó. Trời ơi, lo lại hung Lucky trước rồi. Hồi tối này nè chay là Nam Mô A Di Đà Phật phải không? Phù hộ cho ai? Nó dạy con dạy Lucky đi, con dạy Lucky đi, nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Biết rồi, hồi tối này con không nói. Bây giờ con nói nè, con nói Nam Mô A Di Đà Phật. Phù hộ cho Lucky. Cho ai nữa? Cho ai nữa? Phù hộ cho ai nữa? Cho Lucky rồi cho ai nữa? Lucky. Cho ba mẹ. Cho ông gì? Ông Lũ. Cho ông Lũ à? Trong lũ. Giờ nói ông gì là nó nói ông lũ à. Rồi cho ai nữa? Ông bà gì? Ông bà nào? Thon. Ôi, cái đầu tóc nhìn mắc mệt quá chê ơi. Đầu tóc. You get your hair. Messi. Yeah, con tóc con là messy luôn á, con là trời ơi, messy girl. Ừ. Trời. Nhìn cái đầu tóc là muốn lấy cái lược vô chải liền á. Cột lên liền cho nó gọn ghẽ. Nay chắc quay video clip dài cho cô chú coi, cho hai ngày không có quay clip cho cô. Muốn gì? Muốn cái gì nữa? Cái gì vậy? Nói đàng hoàng. Cái gì? Cái green one hả? Là cái iPad hả? Cái green là cái gì? Không hiểu nói gì luôn. Please. I don't understand. Please. Ủa tự nhiên please mà please cái gì? Mẹ có hiểu con nói đi. By myself, mom. Con muốn tự ăn mình con hả? No. Con muốn ăn gì? Cái màu blue hả? Yeah, blue. Oh, màu blue là gì vậy ta? Con muốn uống yogurt đó hả? Yeah, cái chai nước yogurt của Hàn Quốc hả? Không, mẹ cái... Tầm mua mẹ. Thôi nói tầm bậy cho nó tào lao, không hiểu. Mẹ... Daddy mua. Daddy mua con hả? À, cái mà có sô-cô-la hả? Phải không? Không, ăn cơm ăn nước xong rồi mới được ăn. Không, mẹ, you feel myself already. Hồi nào? Next year. Ông ăn hồi năm ngoái hả?
Ăn hồi năm trước à hả? Next year là năm trước á. Năm sau chứ, next year là năm sau. Không, mẹ ơi. Ăn hồi nào? Năm sau. Ăn hồi năm sau hả? Dạ. Xạo. Lucky, Lucky ơi, con chay con xạo rồi Lucky ơi. Đỏ, đỏ. Ui trời trời trời, Lucky đưa ra móng vuốt của nó kìa, đó, thấy chưa? Lucky cái móng vuốt nó làm hư áo mẹ đó chay. Được đời không chay? Lucky giờ đang ở trong cái mood là nằm im nên là hả được đụng Lucky chứ còn mấy là không có đụng Lucky đó. Đây không nói mới khen nó được chút á, cái được đụng vô nó cái là nó ấy liền á. Kỳ này kỳ ghê luôn. Mà công nhận chay thương Lucky ghê á. Hình như á con chay á nó thích mèo hơn là thích chó luôn á cô chú. Chó thì giống như con su con đồ thì nó chọc đồ thôi. Chứ nào nó không có lại hung hết hay là gì đâu, còn nó thương Lucky dữ lắm. Hay là con Lucky ở chung với nó lớn lên với nó cái nào nó mến hơn. Hay là nó thích mèo hơn thích chó Ngọc cũng không hiểu nữa. Con su đồ này chỉ còn chọc không à, nó chọc con su xong bơ là không à. À, thấy chưa, Lucky nói con chay này nó tào lao mới lao quá thôi, đưa bye bye đi. Thấy chưa, mẹ nói mà. Lucky, where are you? Oh, there he is. Mommy almost killed it. You want to see a slide, Mom? Ờ, Lucky muốn đi outside đi, con đang mở cửa cho Lucky. Con lại con bỏ đít Lucky hả? Con rảnh quá ha. Cái gì? Go with you. Hả? Go with you. Khoan khoan khoan, đây nghe coi cái gì hấp dẫn vậy, cái gì hấp dẫn vậy? Cái gì vậy? Muốn ăn cái đó ra, rồi ăn cơm xong đi mẹ cho ăn cái đó, rồi đi. Help me, let's lay in the bed. Hả? Ủa lên giường nằm chơi hả? Ủa sao mày kêu con kêu mày đi ra? No, I follow you already. Ồ, con đi theo mẹ hả? Rồi, con lên giường đi. Lên giường đi. Đó, cô chú coi chay bữa nay nó đi bảo hành xe với mẹ nó nè cô chú nè. Vô đem theo cái iPad cho nó, vô người ta cho nó ăn bánh rồi này kia đó, coi nó kìa. Mình nó một cõi đó, nó bay hết từ cái ghế này, nó bay qua tới ghế kia, có được đời không? Hello chay. Chay, con có bánh gì ăn á? Có bánh, có nước, đồ, ui, đủ thứ. Ồ, bánh đó là bánh gì vậy con? Bánh fish hả? Bánh con cá hả? Trời ơi, coi mặc cái quần kìa, muốn giọng không?